rau này, kéo rau được đâu ở dưới dưới. Cũng buồn nào thôi. Lúc nào phải bỏ ra tương đồng này. Sợ để trong một à, mà cái hộp nó có băng băng dính không hả cậu ấy? Băng dính vòng quanh cho. Nó chỉ bọc để đỡ bị bục thôi, chứ nó không dán hết đâu. Tí em chỉ gói quần áo vào cho chị với nhá, còn những cái lồi thì để ngoài nhé. Mấy cái đồ gia dụng của bên ngoài nhá. Mấy cái này không biết quay video được không? Bỏ điện thoại ra ngoài nhé.